Bạn có biết rằng trên cơ thể của bạn, tôi và tất cả chúng ta là nơi ẩn náu rất nhiều vi trùng hay không? Tính từ bên trong ra đến bên ngoài, cơ thể chúng ta có chứa khoảng 10.000 loại vi khuẩn khác nhau. Bạn hãy loại bỏ sạch sẽ chúng ra khỏi cơ thể của bạn đi, thì cơ thể của mình sẽ nhẹ đi khoảng 3kg đấy. Ồ không, đùa một chút thôi. Hãy để chúng ở yên đấy, đừng vội mà đi tắm nhé. Vì trên thực tế có rất nhiều loại vi khuẩn có lợi cho bạn đấy. Và bạn nên nhớ rằng một số nơi trên cơ thể của chúng ta cũng rất cần sự chú ý đặc biệt nhé. Vì vậy, Daily Z mời bạn đến với video 10 phần bẩn nhất của cơ thể con người khiến bạn giật mình. Số 10. Miệng. Có một số trẻ em hay cho ngón tay vào miệng để mút. Đây là một thói quen không tốt. Vì miệng là nơi thức ăn, nước uống phải chạy qua. Đây là môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Nơi đây luôn ẩm và có rất nhiều chất dinh dưỡng khi thức ăn đi vào. Khoang miệng của bạn có chứa khoảng 100 triệu con vi khuẩn trong mỗi 1m2. Sau 8 tiếng bạn không đánh răng thì khoang miệng của bạn sẽ chứa hàng triệu con vi khuẩn rồi. Đó là lý do tại sao các bác sĩ khuyên bạn thường xuyên đánh răng và ít nhất 3 lần mỗi ngày. Số 9. Nắp. Ở những nơi công cộng hoặc những nơi đông đúc, có thể bạn luôn không chịu nổi mùi khó ngửi của một ai đó. Mùi khó ngửi đó được len ra từ nắp, làm ô nhiễm không khí xung quanh. Hầu hết mọi người nghĩ rằng sử dụng lăn khử mùi là sẽ tốt cho vùng nắp và làm cho nó sạch sẽ. Nhưng phần cơ thể này cần phải chăm sóc đặc biệt, vì mỗi cm vuông ở trong nắp có từ 1 cho đến 10 tỷ vi sinh vật ẩn nấp. Sở dĩ nắp có mùi nặng như vậy là do mồ hôi tiết ra và phản ứng hóa học với vi khuẩn. Đồng thời lông nắp cũng tham gia quá trình làm cho nắp nặng mùi vì nó làm tăng bề mặt vi khuẩn sinh trưởng. Số 8. Đầu. Đây cũng là nơi rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Chúng ở trong tầng biểu bì da đầu, kết nối với nhau thành quần thể từng nhóm nhỏ. Chúng là nguyên nhân của việc gây ra gầu và ngứa. Các nghiên cứu khoa học về tóc cho thấy tần suất bạn gội đầu nhiều hay ít. Nó phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể mái tóc của bạn như thế nào, hoặc lượng chất nhờn tiết ra từ da đầu nhiều hay ít. Vì vậy, ngay cả những người hói cũng phải gội đầu ít nhất một lần mỗi tuần. Số 7. Đôi tai. Tai là một trong những bộ phận bẩn nhất trên cơ thể. Rấy tai bạn có thể thấy nó thật kinh tởm, nhưng trên thực tế, rấy tai có tác dụng bảo vệ cơ thể của bạn, nhưng nó cũng là phần được cho là bẩn của cơ thể vì nó cung cấp dầu bôi trơn đến ống tai. Đồng thời, nếu lượng rấy tai quá nhiều có thể làm giảm khả năng nghe và thậm chí dễ gây nhiễm trùng. Số 6. Lưỡi. Vi khuẩn tập trung ở đây có thể gây thay đổi màu sắc của lưỡi từ màu trắng sang màu vàng, thậm chí màu xanh lá cây và màu xám đối với những trường hợp nghiêm trọng. Điều này có thể được gây ra bởi nhiều lý do, nhưng tất cả đều có liên quan đến một số hoạt động mạnh mẽ từ vi khuẩn. Thường thì thành lưỡi của chúng ta sẽ có một chút màu trắng sau khi ăn, và nó sẽ dễ dàng tẩy đi khi ta dùng bàn chải đánh răng để chà và làm sạch. Đối với trường hợp nó có màu khác thường thì bạn nên đi gặp bác sĩ để tư vấn và giúp bạn. Số 5. Hậu môn. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ hoặc người lớn thường khuyên chúng ta nên rửa tay sau khi đi vệ sinh. Bây giờ bạn đã là một người lớn rồi, bạn cũng không nên thờ ơ với lời khuyên này. Trong hậu môn có hàng ngàn con vi khuẩn ác tính có hại, chúng vô cùng nguy hiểm, và nếu bạn vô tình đưa tay vào miệng có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc những hậu quả nghiêm trọng khác. Số 4. Mũi. Trong khoang mũi mỗi người có số lượng lớn các loại vi khuẩn khác nhau. Đa phần chúng không có hại cho sức khỏe chúng ta do hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta kiểm soát được. Nhưng nếu bạn có thói quen ngoáy mũi có thể gây hại cho niêm mạc, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh dễ dàng thâm nhập vào máu của bạn. Số 3. Da dưới móng tay. Thông qua nghiên cứu của các nhà khoa học, họ không xác định được những loại vi khuẩn phức tạp được tìm thấy dưới móng tay. Thậm chí bạn đã rửa tay trước khi ăn, nhưng vẫn còn cơ hội để vi khuẩn thâm nhập vào cơ thể bạn cùng với thức ăn. Nên các bác sĩ khuyên bạn nên cắt móng tay thường xuyên và sử dụng các loại bàn chải đặc biệt để làm sạch. Và thậm chí đừng nên cố gắng loại bỏ chất bẩn dưới móng tay bằng các móng tay khác của bạn. Như vậy sẽ khiến vi khuẩn lây lan khắp bàn tay của bạn mà thôi. Số 2. Râu. Theo các nhà vi trùng học, râu thậm chí còn bẩn hơn cả bồn cầu vì là nơi dễ tập trung các vi khuẩn gây ôi thiêu. Một nghiên cứu mới đã tìm ra 100 loại vi khuẩn từ 20 bộ râu khác nhau, trong đó không hề phát hiện ra loại vi khuẩn có hại nào. Trên thực tế, 25% số vi khuẩn có chứa kháng sinh vừa có thể tiêu diệt loại vi khuẩn có hại, bản thân lại không tạo ra bất kỳ hóa chất nào có hại cho cơ thể. Thì khó để bộ râu không có vi khuẩn hôi túi là rửa sạch tay và cạo râu thường xuyên, tránh dùng tay vân vê râu, rimep, và không nên dùng tay lau mặt. Số 1. Rốn. Đây là bộ phận chúng ta thường bỏ qua khi đi vệ sinh cá nhân, và cũng vì vậy mà lỗ rốn cũng trở thành một ổ vi trùng, và đôi lúc so ra nó còn bẩn hơn cả bồn cầu. Theo tờ Atlantic ghi nhận, các nhà nghiên cứu đã tìm ra tới hơn 2.000 loại vi khuẩn khác nhau có trong 60 mẫu lỗ rốn, thậm chí trong đó có tới quá nửa là vi khuẩn hoàn toàn mới.
Và để chắc chắn cho lỗ rốn của chúng ta trở nên sạch sẽ và khỏe mạnh, bạn đừng quên rửa rốn của bạn khi mỗi lần bạn tắm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Daily AZ. Hy vọng bạn không tiếc một like và cũng có thể ủng hộ kênh bằng cách share cho bạn bè của bạn. Và bạn nhớ nhấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.